Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học toán Online Lê Đô. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập môn toán lớp 2, sách cánh diều. Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập môn toán lớp 2, sách cánh diều, trang 12. Ở đây các em có thể xem toàn bộ video của chương trình môn toán lớp 2, sách cánh diều. Sách và bài tập môn toán lớp 2, cánh diều được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Học toán Online Lê Đô thì đừng quên ủng hộ kênh Học toán Online Lê Đô bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi trong video hôm nay các em sang bài 5, số hạng tổng. Đầu tiên các em làm bài tập số 1, viết từ số hạng hoặc tổng thích hợp vào chỗ chấm. Câu A, chúng ta có phép cộng là 35 cộng 2 bằng 37. Thì số 35 là số hạng hay là tổng thì các em viết vào dưới chỗ chấm này. Tương tự số 2 là số hạng hay là tổng. Số 37 là số hạng hay là tổng thì các em viết vào chỗ chấm tương ứng ở bên dưới. Rồi bây giờ các em bấm tạm dừng video và các em làm trước cho dễ nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ làm như sau. Rồi các em biết là đối với phép cộng của hai số cụ thể ở đây là 35 cộng 2 bằng 37. Thì số 35 người ta gọi là số hạng. Số 2 gọi là số hạng. Kết quả của phép tính là 37 gọi là tổng. Tương tự câu B, 18 cộng với 50 bằng 68. Thì hai số mà cộng với nhau, mỗi số người ta gọi là số hạng. Kết quả của phép tính người ta gọi là tổng. 18 là số hạng, 50 là số hạng. Kết quả của phép cộng là 68. 68 người ta gọi là tổng. Rồi tiếp theo, các em sang bài tập số 2. Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là A, 10 và 5. Các số hạng lần lượt là 10 và 5. Muốn tìm tổng thì các em lấy số hạng cộng với số hạng. Cụ thể là các em lấy 10 cộng 5. 10 cộng 5. Chúng ta có một chục cộng với 5 đơn vị thì sẽ bằng một chục 5 đơn vị, tức là bằng 15. 10 cộng 5 bằng 15. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em làm câu B. Tiếp theo các em làm câu B. Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là 20 và 30. Các số hạng lần lượt là 20 và 30. Muốn tìm tổng thì các em lấy hai số hạng này các em cộng với nhau. Cụ thể là các em lấy 20 cộng với 30. Thì phép tính này các em dễ dàng nhẩm được. 20 là 20 cộng với 30 tức là cộng với 30. Như vậy các em chỉ việc nhẩm 2 cộng 3 bằng 5, tức là bằng 50. Các em viết là 50. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Tô màu vào hai vật ghi số có thể lập thành tổng bằng 10 theo mẫu. Ở đây chúng ta có mẫu như sau.
Rồi, ở đây chúng ta có 5 quả bowling. 5 quả bowling. Có ghi các số lần lượt là 2, 6, 9, 5 và 4. Thì chúng ta nhận thấy số 6 và số 4 có thể lập thành tổng bằng 10. 6 cộng 4 bằng 10. Như vậy ở đây người ta tô màu vào hai vật này, hai vật có ghi số 6 và số 4. Rồi trước khi làm câu A, câu B, câu C và câu D thì các em cần phải ghi nhớ những phép tính có tổng bằng 10. Những phép tính này rất hữu ích cho các em trong quá trình học môn toán lớp 2. Các em nhớ, các em ghi nhớ cho thầy giáo nha. Phép tính thứ nhất là 1 cộng 9 bằng 10. Và ngược lại, 9 cộng 1 cũng bằng 10. 2 cộng 8 bằng 10. Và 8 cộng 2 cũng bằng 10. Rồi tương tự, 3 cộng 7 bằng 10. 4 cộng 6 bằng 10. 5 cộng 5 bằng 10. Rồi đây các em ghi nhớ cho thầy giáo những phép tính này. Hai số cộng với nhau bằng 10. Rồi dựa vào những phép tính này, các em bấm tạm dừng và các em làm trước giờ đi nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Rồi cụ thể ở đây các em làm câu A. Câu A chúng ta có các vật ghi các số lần lượt là 5, 5, 10, 4, 7. Thì các em biết là 5 cộng 5 bằng 10, đúng không? Như vậy các em sẽ tô màu vào hai vật này. Ở đây thầy giáo đánh dấu cho các em tô màu nha. Rồi tiếp theo là câu B. Câu B chúng ta có các vật ghi trên đó các số lần lượt là 6, 0, 3, 7, 8. Rồi các em dựa vào những phép tính này. Chúng ta biết là 3 cộng 7 bằng 10. 3 cộng 7 bằng 10. Như vậy các em tô màu vào hai vật này. Tiếp theo các em sang câu C. Rồi ở câu C này các vật được viết các số lần lượt là 6, 2, 1, 3, 8. 6, 2, 1, 3, 8 thì các em biết là 2 cộng 8 bằng 10, đúng không? 2 cộng 8 bằng 10. Như vậy các em tô màu vào hai vật này. Rồi tương tự câu D. Các vật được ghi các số ở trên theo thứ tự là 2, 4, 9, 1, 4. 2, 4, 9, 1, 4. Và các em biết là 9 cộng 1 bằng 10. 1 cộng 9 bằng 10 và 9 cộng 1 bằng 10. Như vậy các em sẽ tô màu vào hai vật này. Được chưa? 9 cộng 1 bằng 10. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online Lê Đô bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.